Rồi, đây là một chiếc máy cassette cầm tay có một cái kích thước to và vuông vức, đến từ thương hiệu của Aiwa, của model đó là TB120. Nó độc đáo. Để mở lên thì chúng ta sẽ thấy cái phần học băng nó đưa ra, và bên trong nó sẽ có một cái khay băng cassette như thế này. Nhiệm vụ chúng ta sẽ bỏ cái phần băng này vào và nhặt lại. Đấy. Rồi, đồng thời cái con Aiwa TB120 đem đến một cái trải nghiệm thao tác cái nút bấm nó cũng khác biệt. Hai cái nút tròn đây, một nút là sẽ là tông, một nút sẽ là vặn volume. Tới trang bị cái Beat Control thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái tốc độ đi băng của phần băng cassette. Ví dụ như khi mà chúng ta bấm play. Chạy lá lăng vào hồn, nửa đêm gọi đến mình. Máy đẹp quá. Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng. Giọt nước mắt nó giống như một cái túi. Đêm đầy xe tăng, giọt nước mắt thương em trên vần nước điêu linh. Giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương. Giọt nước mắt thương em trên vần nước điêu linh. Giọt nước mắt không tên. Máy rất nặng nha. Chúng ta sẽ có ba cổng kết nối chính đó, là mic nè, và chúng ta sẽ kết nối được thêm cái phần âm thanh qua cái cổng này 8 ohm. Mẹ ngồi su con mây qua đầu gành, lạy trời mưa tuôn, lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi su con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi su con đong đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn. Ok, xin cảm ơn. Yeah.